Kính chào quý khán thính giả của Bộ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được chào đón quý vị đến với chương trình Viện Phật Học Bộ Đề Phật Quốc hôm nay có gì. Kính thưa quý vị, vào thứ tư tuần qua, học viên lớp sơ trung đẳng Phật học đã được thầy Lệ Minh giảng kinh A Di Đà yếu lược và cô Minh Huệ giảng kinh Pháp Cú. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Trong giờ học kinh A Di Đà yếu lược, thầy Lệ Minh giảng thánh hiệu A-di-đà gồm có 3 nghĩa: vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Niệm Phật một câu là phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ là tội diệt hà sa. Khi niệm hồng danh A-di-đà Phật, chúng ta nhận được năng lực chiêu cảm từ Ngài, do đó sẽ được thọ mạng dài lâu, sẽ có ánh sáng tuệ giác vô lượng và công đức trọn vẹn. Muốn được thọ mạng dài lâu, điều kiện đầu tiên là chúng ta cần sống an vui, hòa thuận với mọi người, yêu thương mọi người, mọi loài. Ngoài ra, chúng ta cần phải cẩn thận trong vấn đề tiếp nhận thức ăn để khỏi bị bệnh tật do các thức ăn không lành mạnh mang đến. Chỉ thọ những thức ăn có chất liệu nuôi dưỡng tâm Bồ Đề mà không làm tổn hại đến mạng sống của chúng sinh hữu tình. Ăn chay là một trong những lối sống trong sạch có tác dụng thanh lọc thân tâm, tránh gây nghiệp sát và có được thọ mạng dài lâu. Chúng ta phải noi gương hạnh của Phật, phát lòng từ bi, không sát hại chúng sinh và phóng sinh tạo phước, gia tăng thọ mạng. Ý nghĩa thứ hai của A Di Đà là vô lượng quang. A Di Đà hào quang rực rỡ, phóng quang minh chiếu, tỏ mười phương. Đức Phật A Di Đà có ánh sáng, tuệ giác vô lượng chiếu đến đâu là màn vô minh đều được xóa tan đến đó. Hàng ngày chúng ta nguyện cầu cho ánh sáng hào quang của Đức Phật bảo hộ chúng ta trong vòng thiện lành. Khi chúng ta bị rơi vào trạng thái lu mờ của tâm thức, hãy nhớ đến Phật, tỉnh thức và cầu nguyện cho ánh sáng trí tuệ Phật Pháp khai ngộ chúng ta, thẩm thấu vào trong thân tâm ta và chúng ta nguyện đi theo con đường giới định tuệ, đạt đến giải thoát giác ngộ. Trong kinh A Di Đà có phân tích các loại hoa sen ở thế giới tịnh độ, trong đó có 4 màu sắc của hoa sen, tượng trưng cho 4 thánh tâm màu nhiệm: tâm từ, nhớ tìm cách cho vui; tâm bi, nhớ làm vơi nỗi khổ; tâm hỷ, là nguyện để lòng mình hoan hỷ, vui theo sự thành công của mọi người; và tâm xả, là nguyện thực tập thả buông. Nếu người nào thực tập 4 thánh tâm này, thì hào quang của Đức Phật sẽ hiện diện trong các vị đó. Bản chất của hào quang là sự hộ niệm thiện lành. Nên nếu ta giang tay giúp đỡ người khốn cùng, nói lời thiện lành, từ ái, dễ thương, đem hương thơm Phật Pháp, tán dương khích lệ mọi người cùng tiến trên con đường giải thoát giác ngộ, thì chính là ta đang phóng quang đến mọi người. Mỗi ngày, chúng ta hãy cố gắng để ánh sáng vô lượng của 4 thánh tâm từ bi hỷ xả nuôi lớn tâm Bồ Đề của chúng ta. Ý nghĩa thứ ba của A Di Đà là vô lượng công đức. Chữ công đức trong Quy Sơn Cảnh Sách, chư tổ dạy rằng bên trong ta phải cần mẫn, siêng năng, đưa ý niệm trở về với sự trong sáng ngay thẳng, hướng về đạo đức thiện lành. Bên ngoài thì mở rộng đức không tranh, sống không hơn thua với đời. Mỗi ngày khi 6 căn của ta tiếp xúc với 6 trần, ta phải đem ý thức tinh chuyên phòng phi chỉ ác, tác phước thiện duyên, tạo bồi công đức. Đức Phật dạy, phụng sự chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật, đó là kim chỉ nam cho những người tu hành Bồ Tát Đạo. Thầy giảng qua tiền thân của Đức Phật A Di Đà. Thời Đức Phật Thế Tự Tại Vương, có một vị vất vương tên là Kiều Thi Ca. Nhờ nghe Đức Phật thuyết pháp giác ngộ vô thường, nên từ bỏ ngôi vua, xuất gia tu học, pháp danh là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Một hôm, Ngài thỉnh Đức Phật chứng minh cho Ngài phát 48 lời đại nguyện để kiến tạo một thế giới tịnh độ. Chúng ta học kinh A-di-đà, noi gương các Đức Phật, thiết lập một thế giới tịnh độ trong đời này. Đức Phật là biểu tượng của sự giác ngộ. Chúng ta nhìn Đức Phật
tán dương công đức của Ngài. Từ đó, tinh chuyên đạo nghiệp, vun trồng, tạo thêm công đức, đi đến giác ngộ. Một trong các biểu tượng của Phật A-di-đà là Ngài đứng trên hoa sen, trong hư không, mắt nhìn xuống, tay mặt đưa lên ngang vai, tay trái duỗi xuống, gọi là kim trưởng tiếp chúng, là bàn tay vàng, chờ để cứu độ chúng sanh. Đó là hạnh nguyện của Đức Phật, lúc nào cũng thương tưởng cứu độ chúng sanh. Trong giờ học Kinh Pháp Cú, cô Minh Huệ giảng phẩm voi. Tại Ấn Độ, với tín ngưỡng của đạo Hindu, voi là một vị thần sức mạnh. Các đền thờ của Bà La Môn đều có thờ hình tượng voi ngồi kiết già, bắt ứng các tường. Trong phẩm voi, ngoài ý nghĩa voi là loài động vật có thân hình to lớn và sức mạnh phi thường, voi còn đại diện cho sức mạnh về tinh thần và ý chí của người tu hành. Đức Phật dùng hình ảnh voi để nói lên đức tính người tu hành cần có trên con đường tu tập, đó là hạnh nhẫn nhục, để có thể vượt qua các nghịch duyên và cũng để điều phục các thói hư tật xấu. Điều thứ hai Đức Phật dạy trong phẩm này là hành giả phải chọn môi trường và đối tượng giao tiếp tốt để cuộc sống mỗi ngày được thăng tiến tốt đẹp hơn. Điều thứ ba là người tu tập phải có đạo đức hiếu kính với cha mẹ, với sa môn, với hiền thánh. Điều thứ tư là sống phải tri túc, có giới đức, làm điều thiện và tránh điều ác để đem lại cuộc sống an lạc cho mọi người, mọi loài. Duyên khởi của câu Pháp Cú đầu tiên số 320 là lúc Đức Phật cùng một số đệ tử, trong đó có Ngài A Nan, hoằng pháp tại một thành phố lớn, nơi mà dân chúng rất can cường, tin theo các tà kiến. Nơi đó có một gia đình, có một cô con gái xinh đẹp. Đức Phật biết được hai vợ chồng này có duyên với Phật Pháp và có thể chứng quả, nên đến gặp hai người. Hai vợ chồng thấy hảo tướng của Đức Phật nên muốn gả con gái, nhưng Đức Phật từ chối và giảng bài Pháp về thân bất tịnh. Họ được giác ngộ ngay sau khi nghe bài Pháp, nhưng cô gái lại không cam lòng và oán hận Đức Phật. Về sau, cô là vợ của vua nên dùng quyền thế thuê người đón đường mạ lỵ, nguyền rủa Đức Phật cùng các chư tăng. Sau khi bị mạ lỵ nhiều lần như vậy, Đức Phật nói ra câu Pháp Cú này, cảm hóa được rất nhiều người trong vòng quy y với Đức Phật. Họ rất cảm phục, kính nhẫn và tín ngưỡng Ngài nhiều hơn. Trong câu Pháp Cú 320, Đức Phật dạy rằng trên con đường tu tập, hoằng pháp hành thiện, chúng ta sẽ luôn gặp nhiều chướng duyên thử thách. Chúng ta phải luôn chuẩn bị tinh thần dũng mãnh như là voi chiến giữa trận, sẵn sàng đối đầu với những ác ma và nghịch cảnh để vượt qua các chướng ngại làm cản trở con đường tu tập của chúng ta. Câu Pháp Cú 321 cho ta thấy voi và ngựa phải trải qua roi vọt, là rèn luyện đau đớn mới có giá trị. Con người cũng vậy, cần kiên định tu tập rèn luyện và trải qua nhiều thử thách để sửa đổi từ phàm phu trở thành bậc tối thượng là bậc Bồ Tát và Phật. Câu Pháp Cú 323 có duyên khởi từ câu chuyện một người tỳ kheo nhờ có kinh nghiệm điều phục voi lúc trước mà dạy lại cho một người khác điều phục voi thành công và từ đó sanh tâm tự đắc. Khi Đức Phật biết được sự việc, cho gọi vị tỳ kheo đó và dạy rằng điều phục voi không có lợi ích gì. Chỉ khi nào tự điều phục được thân tâm của chính mình thì mới đến được mục đích là Niết Bàn. Hai câu Pháp Cú 326 và 327 nhắc nhở ta rằng nếu sống buông lung, phóng dật, cẩu thả để tâm chạy theo ái, dục, lạc với một sức mạnh phi thường của voi hoang hung dữ thì cần có một tâm kiên định, dũng mãnh như cầm mốc điều phục voi để chế ngự tâm ái, dục đó. Trân trọng kính mời quý học viên tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 2 năm 2023, từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Các học viên lớp sơ trung đẳng sẽ được Thầy Lễ Minh giảng kinh A-di-đà yếu lược và cô Minh Huệ giảng kinh Pháp Cú. Kính mong các học viên hãy đến lớp đông đủ. Mỗi giờ học kinh là mỗi giờ tăng trưởng thiện căn phước đức, và chỉ có thiện căn phước đức mới giúp chúng ta có được cuộc sống bình an may mắn. Ngoài ra,
Quý vị có thể vào trang nhà bodephatquoc.org để nghe lại chi tiết các bài giảng của quý giáo thọ cũng như các chương trình hoằng pháp khác. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc thắc mắc về tu học, kính mong quý vị liên lạc trực tiếp đến Thầy Thích Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Rất mong quý học viên thường xuyên kiểm tra email để biết chương trình học cũng như các thông báo cần thiết khác. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.